Hà Nội, ba cảnh sát hy sinh trong khi dập đám cháy quán karaoke. Trong lúc chữa cháy, ba cán bộ thuộc đội phòng cháy chữa cháy công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đã anh dũng hy sinh. Như báo Công an Nhân dân Online đưa tin, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 1 tháng 8, tại quán karaoke Exit số 231 bờ sông Quang Hoa, phường Quang Hoa, quận Cầu Giấy xảy ra vụ cháy. Nguyên nhân ban đầu xác định do quán đang sửa chữa, có hàng xì, quán không hoạt động. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy đến chữa cháy. Quá trình chữa cháy, ba cán bộ đội phòng cháy chữa cháy đã hy sinh do vào hiện trường tầng 3 bị sập cầu thang, bịt lối thoát dẫn đến thiếu dưỡng khí. Danh tính ba cán bộ hy sinh: đồng chí Trung tá Đặng Anh Quân, đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy; đồng chí Trung úy Đỗ Đức Việt, cán bộ phòng cháy chữa cháy; và binh nhất Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ. Hiện thi thể ba cán bộ phòng cháy chữa cháy hy sinh đã được đưa vào bệnh viện ngày 19 tháng 8. Bộ Công an. Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục cùng các lực lượng chữa cháy và lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân.